Kính thưa quý vị, bà Le Pen tuyên bố sẽ chống lại hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương, tin từ Paris. Bà Marine Le Pen là người lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, tuyên bố dân biểu mặt trận tại Quốc hội Liên Âu và các đảng đồng minh khác sẽ ngăn chặn bản hiệp ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn trong cuộc vận động cho cuộc bầu cử Quốc hội Liên Âu vào ngày 25 tháng 5, bà Le Pen tuyên bố các đảng chống Liên Âu sẽ chiếm đủ số ghế để có tiếng nói mạnh hơn. Liên Âu và Hoa Kỳ đã đàm phán để ký hiệp ước tự do mậu dịch từ năm ngoái, hy vọng hiệp ước sẽ giúp gia tăng thương mại song phương. Tuy nhiên, sau 9 tháng đàm phán, hai bên còn nhiều khác biệt trong lúc người dân Liên Âu gia tăng lo ngại hiệp ước sẽ làm cho nền kỹ nghệ châu Âu bị thiệt hại, làm gia tăng nạn thất nghiệp. Kết quả thăm dò cho thấy, đảng Mặt trận Quốc gia chống di dân đang là đảng dẫn đầu được 22% dân Pháp ủng hộ, đứng hàng đầu so với đảng bảo thủ UMP nhận được 20% và đảng xã hội của Tổng thống François Hollande nhận được 18%. Bà Le Pen hy vọng số ghế của mặt trận trong Quốc hội Liên Âu sẽ tăng từ 15 cho đến 20 ghế. Bà Le Pen đã nhận được 17.9% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012 về hàng thứ ba. Nhưng cuộc bầu cử địa phương Pháp trong tháng 3, đảng mặt trận đã chiến thắng lớn. Tuy nhiên, theo thăm dò của tờ Le Parisien trong tuần trước, 68% cử tri Pháp vẫn còn dè dặt đối với bà Le Pen là người kêu gọi bỏ đồng euro, dùng lại đồng franc của Pháp.